Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì tiếp tục hôm nay mình sẽ đánh vị tướng Ryoma nha. Rồi, một đấu sĩ rất là hoàn hảo với khả năng cấu rỉa tốt và vị này có khả năng solo đường rất là cao. Thật ra thì vị tướng này mình đã mong chờ nó từ rất lâu rồi, từ khi mà nó ra mắt, nhưng mà mình không ngờ là nó ra mắt sớm như thế. Ra mắt trước cả King Cross cơ. Mình nghĩ là King Cross sẽ ra mắt sớm nha, anh ngờ là Ryoma là một vị tướng anh em đã thể nhìn thấy là nó đã có biểu tượng trên cái Liên Quân Mobile bản chính thức rồi. Ok nào, trận này là mình solo với Ryoma team họ nha. Hai chất tướng giống nhau, xem là ai có khả năng là hạ gục nhau sớm hơn. Rồi thanh niên này rồi thất thế rồi, thanh niên này chất thất thế rồi. Mình là mình vừa đứng trong bụi nên là mình cấu rỉa được Ryoma team họ trước, vậy nên là thanh niên này đã mất khá là lắm máu. Ok, chiêu đầu tiên vị tướng này thì rất là giống Nakaros rồi, anh em biết rồi. Chiêu thứ hai giống Lữ Bố và chiêu thứ ba giống Giáp Fit. Một vị tướng có kết hợp rất là nhiều chiêu thức của các vị tướng trong Liên Quân Mobile. Đấy, kết hợp rất là nhiều. Ok, và khả năng cấu rỉa con này tốt nha. Anh em nhìn nó là một vị tướng cầm kiếm và có khả năng là đánh hoặc là chém ra, chứ không phải là cấu rỉa như kiểu là pháp sư bắn trường đủ kiểu đâu. Còn vị tướng này thì cấu rỉa của nó với cái nội tại và chiêu thứ hai là có tầm đánh rất là xa, anh em lưu ý nha. Tầm đánh xa thế nên khả năng cấu rỉa nó tốt. Khi mà có nội tại rồi thì đòn đánh thường của vị tướng Ryoma trở nên lợi hại hơn rất là nhiều. À, thanh niên bây giờ chỉ có ôm trụ thôi, không lên cao nữa, không dám lên cao luôn đấy. Lên cao rồi mình thịt luôn. Đó. Rồi. Chiêu thứ nhất của nó có phần cơ động. Đây, vị tướng cũng cơ động chứ anh em cũng nghĩ không cơ động. Cơ động quá là cơ động luôn. Vì sao? Vì các chiêu thức của nó, một là khỏe này, hai có tầm đánh rất là xa này, và ba của nó là nó hồi rất là nhanh. Một vị tướng đấu sĩ anh em nhìn này, chiêu thức của nó hồi rất là nhanh. Mới như cái lap vào đầu thôi, nhưng mà thật ra thì chiêu cuối của vị tướng này hồi nhanh hơn bình thường, hơn so với các vị tướng đấu sĩ khác. Rồi, một phong cách rất là quen thuộc. Giấu tay đi. Rồi, nhiều anh em nói tên nhiên này cụt tay, nhưng mà không phải cụt tay đâu, gọi là giấu tay thôi. Gọi là kiểu dương quá. Đi đánh nhau toàn chấp một tay này. Ok, bây giờ mình sẽ đi ganh luôn nha. Xem vơ vét được cái mạng nào không. Đây, Ari. Ari, chị ơi, ở lại với em. Rồi, chị chị nằm xuống rồi. Mình quên mình không bật tiếng trong game lên, để có thể nghe được cái kiểu cái la khi mà chết của vị tướng Ari, nghe rất là kích thích. Ok, rồi bây giờ mình sẽ farm được nhiều đã, rừng không ăn mùa thì mình sẽ ăn thôi. Vị tướng này anh em cần có đồ với khỏe nha. Nếu mà hơn đồ đối phương thì chắc chắn một vị tướng này có thể khả năng là cân 3, cân 4 thừa sức luôn. Mình khẳng định với anh em vậy đấy. Vì sao? Vì cái chiêu cuối của nó này, khi mà anh em sử dụng vào đối phương này, nó sẽ hồi cho anh em rất là nhiều máu. Đấy, một vị tướng sắp ra mắt mà khỏe như thế thì mình nghĩ nó có giá bán khá là cao đấy. Trước đây mình cứ gọi là suy luận của mình là đó là vị tướng nào nằm trong kho báu, nhưng mà thật ra thì chắc cũng không phải, không đến nỗi thế đâu. Vì trong kho báu hiện tại đang có ba, có Ari, có trang phục B-boy công nghệ, rồi có nữ tần pháo hoa đủ kiểu. Rồi. Nhưng mà thật ra nếu mà vị tướng này bá quá, khi mà mới ra mắt nó bá quá thì mình nghĩ rằng sau bản update sắp tới thì nó sẽ bị giảm sức mạnh. Đấy là mình nghĩ rằng vậy, suy đoán của mình thôi nha anh em nha. Ôi. Mấy thanh niên nó lầy quá, lầy nhỉ. Đây, tới luôn. Anh chọc chú. Xong rồi, xịt rồi. Bộc phá xịt rồi, tiếc quá. chạy rồi, nhanh thế nhỉ. Ok. Đó. Nó cơ động bởi cái chiêu nhưng mà anh em đánh Nakaros nhiều thì cũng quen. Thật ra thì anh em cần phải chơi nhiều thì mới quen thuộc được cái chiêu thứ nhất này của nó này. Đấy, lắm khi mình sử dụng còn hơi bị lỗi tại vì là chưa quen. Vậy nên là làm sao cái bản thử nghiệm này ra mắt làm sao? Ra mắt để anh em có thể luyện nó. Bây giờ mình sẽ tập trung luyện vị tướng này để khi mà nó ra mắt bản chính thì mình có thể làm mang và đánh hạng luôn nha. Và một điều nữa, đánh hạng đúng không? Thì trước đây là Murat và Ari là hai vị
À mình xin lỗi, Murad và Violet là hai vị tướng bị ăn cấm rất là nhiều trong cái đấu xếp hạng Lưu Cô Mobile bản chính thức Việt Nam. Đó, thì mình nghĩ rằng nếu mà vị tướng này ra mắt thôi thì sẽ bị ăn cấm rất là nhiều nha. Thật sự đấy anh em, mình khẳng, mình cũng như là khẳng định điều đấy, nếu mà nhiều anh em chơi được vị tướng này hay thì có lẽ là nó cân team rất là dễ. Vậy nên là nó có thể thay thế được Violet hoặc là Murad khi mà xuất hiện trong cái phần cấm chọn. Đây, không biết một mình cân được hai không nhỉ? Thử ảo tưởng sức mạnh phát nào, ảo tưởng sức mạnh phát nào. Rồi, một mạng đấy chưa? Cái chiêu cuối của nó có tầm đánh rất là xa. Chiêu cuối nha, anh em nhìn nó phi tiêu ra rất là rộng nhờ. Và cũng như là được hồi máu luôn, thế nên là khả năng nó cân 2, cân 3 rất dễ dàng. Ok, thế là mình cũng cân được hai mạng luôn, cũng không ngờ đâu. Trang bị cho vị tướng này đây. Clip này mình giới thiệu qua trang bị, mình chưa nói cái gì cả. Một cái thương long cho vị tướng này. Nếu mà đối phương lắm khống chế quá, anh em có thể lên giày kiên cường cộng 35% kháng hiệu ứng. Không thì thường thường mình hay lên cái giày hậu vệ nếu mà đối phương không có nhiều khống chế. Tiếp đến đó là anh em có thể lên cái phước hợp kiếm thay cho áo choàng băng giá. Mình thấy rất là nhiều anh em lên áo choàng băng giá, nhưng mà thật ra thì lên đấy cũng được thôi. Đấy là tùy phong cách của từng người lên đồ, miễn sao mà phù hợp với phong cách đánh của anh em. Đó. Rồi thanh niên này. Rồi hai thanh niên. Rồi sống sao? Chết rồi, khổ báo quá nhở. Thua mình rất là nhiều đồ, thua mạng và thích solo. Ok, phước hợp kiếm kết hợp với anh em thì rất là nhiều thứ rồi, hút máu có, tốc độ đánh có, đấy, rất là nhiều thứ luôn. Tiếp đến anh em có thể lên kiếm Muramasa, nhưng mà mình sẽ chọn là thương xuyên phá, xuyên giáp, cũng như là nó lợi hơn kiếm Muramasa đối với vị tướng này. Thôi từ ông ơi, Murad thì mọi có chiêu cuối. Đùa, không để ý gì cả, rồi. Sao một mạng, thôi, Ari chạy nhanh thế. Không là phát đấy là mình được hai mạng luôn rồi, rất là ngon lành. Đấy, được một mạng hỗ trợ luôn. Đây. Realme thì mọi phải trưởng level 6. Đùa, thoạt vậy, hiện tại mình level 12, mình solo đường kinh công nha. Và hiện tại mình đang có level cao nhất team. Đúng không nhở? Level 12 mà team mình bây giờ mới level 10 thôi. Có TN level 11. Đùa, thì khả năng là mình farm rất là nhiều rồi. Anh em nhìn thấy mình farm rất là nhiều nha. Rồi bây giờ mình xuống bắt thủy quái Crab. Thanh niên thủy quái, châu bò và anh nhìn có chiêu cuối rồi này, đầy nộ rồi này. Rồi. Chạy làm sao được, chú chạy đâu. Bị Wonder Woman rồi, đang bị chặn được. Choáng này. À. Rồi, từ. chết còn sao. Ui, sao mà chết nhanh vậy, bốc hơi nhanh vậy. Nhờ anh em có thắc mắc tại sao mà vị tướng này thắc mắc tại sao mà khi mà sử dụng chiêu thứ hai vị tướng này có lúc làm choáng được và có lúc không làm choáng được. Cái đấy là điều câu hỏi rất là dễ thôi, rất là dễ gặp của anh em khi mà anh em mới chơi vị tướng này. Đó là khi mà sử dụng cái chiêu thứ hai này, nó sẽ chia cho anh em thành hai đoạn. Đấy, hai đoạn. Nếu mà anh em đứng gần đối phương và sử dụng chiêu thứ hai này thì nó sẽ làm chậm thôi, nó không làm choáng. Đó, anh em chỉ cần đứng từ xa, và khi mà anh em kích hoạt chiêu thứ hai này, đối phương bị dính như chiêu từ xa ấy, thì nó sẽ bị làm choáng nha. Nó có chia hai khúc ấy, rất là rõ ràng thôi. Đó, thế nên là cố gắng nếu mà muốn làm choáng đối phương này, em có thể là đứng từ xa và cấu rỉa bằng chiêu thứ hai. Nó có thể là làm choáng diện rộng nha, làm choáng rất là nhiều đối phương trong khi mà dính cái chiêu thứ hai là vị tướng này. Đó, rồi combo nó rất đơn giản thôi anh em. Cái đánh thường, ôi trời. làm gì đây, đông vậy thôi, chơi luôn một mạng. Đây nào. Chú máu nhờ, hai mạng chú máu nhờ. Đây lại thêm mạng nữa đây rồi, ba mạng. Ui, 60 vàng sao mà rẻ vậy. Đây ui chạy đâu được. Ui, quật thường chết rồi, bốn mạng. Ôi, quá ra rồi, cho tôi mượn. Thôi, không kịp rồi. Tiếc vai, qua ra kêu, không được pen kìa. Ước gì phát đấy là tu len thì mình chết đi, để có thể là Ari còn tị máu và sống sót, mình ra mình vét đốt là mạng nữa, penta kêu. Được một clip rất là hoàn hảo cho anh em. Tiếc quá. Đùa, số mình thật sự thì cái bản chính là mình rất là nhiều qua ra rồi. Và nhảy sang bản phụ này cũng rất là nhiều. Số nhỏ vãi, toàn penta hụt thôi. Ok. Rồi,
Anh em cố gắng giữ hết clip này, mình sẽ giới thiệu qua về trang bị lên solo đường cho vị tướng này nha. Rồi ok. Vẫn được MVP, xanh nhất team rồi, xanh nhất cả cái thế giới này rồi. Rồi. Đây mình sẽ giới thiệu qua về trang bị cho vị tướng này. Anh em có thể lên Thương Long là đầu tiên này, giày hộ vệ hoặc là giày kiên cường. Đó, hạn chế lên giày Hermes vì giày Hermes đối với vị tướng này thì nó khiến cho vị tướng này máu rất là dấy. Đó, thế nên là anh em có thể lên cái giày hộ vệ được. Tiếp đến phức hợp kiếm hoặc là anh em có thể lên trang bị là áo choàng băng giá. Hai trang bị đấy cho anh em lựa chọn, nhưng mà mình sẽ lên phức hợp kiếm. Tiếp đến là kiếm Mura, tiếp đến là thương xuyên phá. Thường thường anh em lên kiếm Muramasa cũng được, nhưng mà mình lên thương xuyên phá. Rồi, một cái gang thịnh nộ giúp cho vị tướng này có khả năng chống chịu tốt trong combat. Và cuối cùng là trang bị Nightfenix giúp tăng sát thương rất là nhiều cho vị tướng này. Đây là các trang bị solo đường kinh công. Ok, cảm ơn mọi người, bye bye, tạm biệt mọi người.